trả cho anh lời nói yêu đầu. Dù một lần thôi khi nhắc tên anh, em biết thân em vẫn gái nghèo hèn mà lỡ yêu thương ai rồi. Cảm bằng như áng mây trôi. Xin trả lại cho anh nhiều yêu thương kỷ niệm như chính tay em chôn kính môn thiên đường. Oh, hay quá, vỗ tay của chú chị ơi. Lời nói yêu anh em thay tiếng nguyện cầu, cầu mong anh được trọn duyên hạnh phúc bên một người không phải là em. Cầu mong anh không xe thắt cơ duyên bởi số em kiếp nghèo mà tình duyên bây giờ đã chia rẽ. Bây giờ tôi có cái tủ đựng quần áo, tôi khỏi bị dán nhắm quần áo. Có nhiều khi lấy ra mưa ẩm là nó móc nó hôi, cũng phải chấp nhận bận thì bán. Tôi rất cảm ơn các mạnh thường quân đã chia sẻ san sẻ và chia sẻ những tình yêu thương đối với tôi, cho tôi được ấm cúng, nhất là cái nhà. Và tới bây giờ cái đồ đựng quần áo mà Mạnh Thường Quân cũng không bỏ rơi tôi, bỏ rơi tôi lại sau lưng mà vẫn tiếp tục ủng hộ tôi. Tôi cầu xin cho các Mạnh Thường Quân được khỏe mạnh, bình an, phước lộc tràn đầy, đang làm từ thiện cho những người khổ như tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, em Tài U Minh Thượng Kiên Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì thưa quý cô chú anh chị, hôm nay em Tài và anh Út nói thương, anh Vi Khanh Vlog được quý Mạnh Thường Quân gửi tiền về để mua tặng cho cô hai vé số của cô chú anh chị, một cái tủ áo nè. Giờ anh em đang chở lần tủ đã di chuyển tới nhà của cô hai vé số hả cô chú anh chị. Khỏe cô hai ơi. Dạ. Dạ dạ. Được cái tủ mừng nữa bà. Ô Phật mừng nữa rồi đó, tối nay chắc vuốt ke hoài quá. Tối nay vuốt ke tủ hoài. Quá trời bà mừng rồi, có tủ để đồ không có sợ bị móc bị gì rồi Tài ơi. Dạ. Không sợ bị móc rồi. Dạ dạ. Còn giấy móc quá con. Để ngoài luôn đi chút xíu, hay để vô trong anh. Để ngoài luôn đi. Đẹp ơi. Quá trời đẹp luôn ha. Quá trời đẹp thiệt rồi. Cái tủ để quần áo vô chứ để đựng trong thùng mì hoài riết thì nó móc thiệt à. Móc thiệt. Móc dạ. Rồi mấy con dán nó nhắm luôn nữa đó. Dạ dạ dạ. Cô hai ốp tem coi, cô hai ốp tem coi. Vô xé bọc coi. Cái bọc này để dành đặng nữa. Cái mẫu này là mẫu mới nhất hiện giờ, gồm có 5 hộp nhỏ và 5 hộp lớn. Rồi cái loại mũ này rất là bền. Rồi cô hai bốc tem cái tủ mới. Cái tủ mới. Quá trời cũng nhờ thị nguyện là Tài với Di Khanh với Ngô Út quay ghi hình mà là tôi khổ vậy mà tôi mới được cái tủ này. Nam mô A Di Đà Phật, tôi quá trời mừng luôn. Dạ dạ. Của chị Út Duyên Hải nhờ mấy anh em đem lại. Dạ, chị Út Duyên Hải cho tôi mấy bộ đồ tôi đang bận. Dạ 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 dạ, dạ đúng rồi đó. Đúng rồi, với lợp cái mái nhà đó. À, kiểu Duyên Hải cho lợp cái nóc nhà này. Mô dạ, thật. Thấy cô hai mà đựng đồ trong cái thùng mì chị sót quá. Dạ. Sót thấy thường. Sót mà thêm một cái nữa là chị Út Duyên Hải nói là hôm gà Tài có nói là cô hai biết hát. Trời nhưng ơi. Mà chị Út Duyên Hải thích nghe cái giọng hát của cô, nghe nói hay á. Hay. Hay đúng không? Hay. Mà cô ca nhạc không à? Có ca cổ được không? Mà không ca cổ nhưng mà bữa nay ráng nha kìa. Chị Út Duyên Hải nha, bữa nay là tôi lấy hết tim phổi tôi ca. Chứ nào giờ tôi không có từng ca cổ vậy. Dạ dạ dạ. Rồi. Có tụng được bài cổ nào không? Thuộc được một câu. Dạ. Cái bữa mà gặp cô bán số là con ghé mua chục tờ, cô đâu biết con hả? Hồi kêu là không biết. Không biết hả? Không biết thiệt. Rồi tới chừng mà dòm vô cũng không biết, tới chừng con cười đó, tôi nói trời ơi trời trời Tài ơi Tài. Thiệt, ăn mặc thì quá trời, nó khác như bây giờ mà. Đơn giản hay không?
mà thuốc uống để nhóc ở trên nệm xe luôn. Cái đó là con đi giao bên đi Mỹ giao đó. Thuốc đó. À, dạ, con đi giao cho chỗ bưu điện á, gửi đi Mỹ. Quá trời đẹp, sang trọng thiệt. Ừ. Mà gặp con chừng đang mưa dầm mà về mà gặp con vậy mừng lắm. Con trụ trời nó nhòn bớt dữ lắm rồi. Tại vì con thấy bà là con biết rồi là con thấy quay cái lưng đó. Không cũng biết đó hả? Quành đầu xe lại liền. Quành đầu xe lại. Con nói ngồi chung xe này mà kêu quá chắc ba không biết đâu. Lại kêu ghé với số lại đây tôi nói trời trời ông đại gia nào trời. Phật quá trời mừng rồi. Ừ. Cái chừng khom xuống chưa biết đó, con kéo cái kiến xuống đó. Con không cười gì không nhìn con không biết đâu. Dạ. Xe cũng đẹp lộng lẫy luôn mà, bốn bánh đẹp lộng lẫy luôn. Tưởng đâu đại gia nào hả, ai ngờ đâu cùi bắp chứ. Không phải đâu, không dám nói vậy đâu. Dạ, thưa quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, chỉnh máy lại hả? Bữa nay có cái tủ mà mừng quá. Quá trời mừng. Cái hộp này là đựng vàng rồi nghe không? Trời ơi, là trời. Cái này là mình đựng tiền. Đó, tại vì nó có chìa khóa. Bên đựng vàng, bên đựng tiền nghe không? Trời ơi, trời ước. Tài giá trời. Dạ trời, tài chúng số đặc biệt đi tài. Hả? Tài chúng đặc biệt là bây giờ tôi đủ, tôi không xin gì chứ chỉ. Đấy, anh qua đây nè. Mì, gạo ăn được rồi. Lấy hình ảnh nè. Bây giờ cô có đủ, con mà chúng đặc biệt là cô chỉ xin gạo, mì ăn đoạn tháng qua ngày được rồi. Chỉ còn xin gạo với mì thôi ha. Rồi, rồi vậy giờ... tiền bán số ra tiền đó làm gì? Tiền để sắm vàng, con nói đừng có lộ ra là ngồn Phật. Tại con mới chỉ cho về cô đó. Dạ. Ô Phật nói vậy mạnh thường quân tưởng thiệt cái không thương nữa. Ông này còn đại gia nữa nè. Rồi ông này là đại gia chụp đây rồi. Dạ thưa quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Hôm nay tiếp tục em Tài và anh Vi Khanh Vlog và anh Ngô Út Kính Nói Yêu Thương đến thăm cô Hai vé số. Thì tình cờ thì cũng gặp cô Hai ở bên ngoài rồi. Rồi mấy anh em thì đến đây để mà theo mà cái mong muốn của quý mạnh thường quân là gửi tặng cho cô Hai vé số một cái tủ. Thì cái tủ này thì bên anh Nút đứng ra mua và Nút có thể nói về cái tủ này là ai gửi tặng rồi sao Nút, anh Nút có thể giới thiệu thêm. Dạ dạ. Thì cô chú anh chị ơi, thì hôm rồi mấy anh em cũng có chia sẻ cũng 3-4 clip nói về hoàn cảnh của cô Hai vé số, có người chồng bị tai biến mà hiện giờ ngồi chỗ đó cô chú anh chị. Thì lúc đầu thì để Ngô coi nhắc lại một xíu cho cô chú anh chị còn chưa xem thì được hiểu hơn. Là xin vài tấm tôn, sau đó là lợp được nguyên cái mái nhà luôn. Cái nóc nhà luôn. Rồi sau đó là thấy được cái nền nhà của cô là nền đất, rồi cũng chõm chõm mà tắm rửa vệ sinh cho chú hơi khó khăn. Rồi quý mạnh thường quân tiếp tục là cho cô cái nền là lót gạch bông luôn. Và được cái toilet luôn, nhà tắm, nhà vệ sinh luôn. Bên cạnh đó thì cũng có là tặng sữa nè, quần áo nè. Dạ. Thì hôm nay quý mạnh thường quân thấy được cái hoàn cảnh mà lúc mà dọn nhà ra đó của anh chị, nhà của cô chỉ có hình ảnh của cô với chú thôi chứ trong nhà không có bất cứ cái gì hết, thậm chí là cái đồ mà đựng đồ mà cho cô đựng bằng cái thùng giấy mì xin ta, với mì xin người ta mì. Cho nên là chị Út Duyên Hải tiếp tục thấy được cái hoàn cảnh của cô Hai vé số là nhờ mấy anh em là đem mua cái tủ đến đây để gửi cho cô. Cái tủ này là cái tủ hiệu Duy Tân xài rất là bền, yeah. Của Hàn Quốc mới ra luôn, yeah. Là cái trị giá là 2.4 triệu đó cô Hai. Quý mạnh quân nói là xài có bền không cho cô theo hết cuộc đời của cô mới được nha, yeah. Là cái tủ này là ok. Giờ cô thấy sao cô? Tôi rất mừng bây giờ tôi có cái tủ đựng quần áo, tôi khỏi bị dán nhắm quần áo, có nhiều khi lấy ra mưa ẩm nó móc nó hôi cũng phải chấp nhận bận đi bán. Tôi rất cảm ơn các mạnh thường quân đã chia sẻ san sẻ và chia sẻ những tình yêu thương đối với tôi cho tôi được ấm cúng, nhất là cái nhà. Và tới bây giờ cái đồ đựng quần áo mà mạnh thường quân cũng không bỏ rơi tôi, bỏ rơi tôi lại sau lưng mà vẫn tiếp tục ủng hộ tôi. Tôi cầu xin cho các mạnh thường quân được khỏe mạnh bình an, phước lộc tràn đầy, đang làm từ thiện cho những người khổ như tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah. Yeah. Thì chị cô Út Duyên Hải thì con cũng nghe Nút kể lại là nói là chị Út nghe con nói giới thiệu về cô là đi bán vé số, giờ cũng thường hay hát ca. Hát ca mà giờ khóc rồi sao ca đây nè. Cô Út Ngãi tính là nói là đâu cô chỗ tài một bài thử có được không cô? Dạ được. Dạ dạ, để con hỏi thêm chút nữa cô.
Thường thường thì cô dùng nhạc bolero hay là ca cổ? Bolero. Bolero. Tại vì bolero để mấy anh em con cũng nói là luôn là bolero là chia sẻ lên cái hình ảnh mà mấy anh em con là bị bản quyền. Bản quyền. Cho nên là mình đổi mẫu đổi được không? Mẫu được. Ráng là móc hết ruột gan để ca cho chị Út ở Duyên Hải. Tặng không? À, tặng. Một câu giọng cổ có hay hay dở gì cũng cái tình thương mến thương nghe chị Út. Dạ. Rồi bây giờ hát bản gì cô hai? Thầm kín. Thầm kín nè. Dạ, rồi cô hai hát. Mình cứ thoải mái. Thoải mái tinh thần đi. Thoải mái cũng như tôi đang ca đám cưới mà. Dạ, đám cưới đi. Xin cha cho anh lời nói yêu đầu, dù một lần thôi khi nhắc tên anh. Em biết thân em phận gái nghèo hèn, mà lỡ yêu thương ai rồi cảm bằng như áng mây trôi. Xin trả lại cho anh nhiều yêu thương kỷ niệm, như chính tay em chôn kính môn thiên đường. Oh, hay quá, vỗ tay của chú chị ơi. Lời nói yêu anh em thay tiếng nguyện cầu, cầu mong anh được trọn duyên hạnh phúc bên một người không phải là em. Cầu mong anh không xe thắt tơ duyên, bởi số em kiếp nghèo mà tình duyên bây giờ đã chia rẽ. Chị Duyên Hải hết câu một không rồi. Còn biết nữa. Quá hay luôn cô hai ơi. Dạ kêu cô hai kêu chú Duyên Hải, tụi con kêu bằng chị, cô kêu bằng em được rồi. Nhỏ tuổi hơn cô hai. Cô hai ca cổ hay không quý cô chú anh chị? Thật sự là ca nhạc không hay nữa cô Duyên Hải ơi, mà bữa nay cô phải yêu cầu tôi và tôi móc thêm ra phèo phổi. Bữa nay mặc đồ mới vừa quá nè. À, đồ của cô cho tôi nè. Rồi sữa sao rồi? Sữa có phải có uống không cô? Có uống, ổng vẫn uống đều. Cô dạ. Cô hát cái liếng của cô hay lên giọng xuống giọng nhạc con ok nữa đó. Thiệt. Nhạc cô hát bản gì đâu cô nói thử tụi con có thể vậy được không? Vàng cây lá bay bao nhiêu phiên buồn mang suy tư về. Vô. Đầy đôi mắt này kiểu xa môi mềm tìm đến bên em. Hay quá à. Thôi khúc vậy là khúc vậy là cô Út là được hát cô Út. Quá hay luôn. Hát không có nhạc hát nó khô khan quá. Rồi thôi bây giờ anh em mình khiêng cái tủ vô cho cô hai. Rồi cô hai lấy quần áo của có cô xếp cũ ha. Xếp vô ha. Xếp để vô. Dạ dạ. Rồi bây giờ đây là mình đợi vô trong mình đẩy vô. Bây giờ mình tới đây thôi rồi tự cô hai đem vô anh đi. Trời ơi, tài ơi, ổng trương già dữ trơn tài. Nói cái quài ổng dọn. Ổng cười kìa, ổng cười kìa. Rồi vô thăm chú cái nữa. Cái chân đụng đầu nha con. Dạ. Đụng đầu con ơi. À, cái nhà ngang miếng cổ anh tài à, cô chú đó, anh chị. Vậy đó, giờ gió không sợ. Dạ. Bây giờ cô hai đẩy vô được rồi đó cô hai. Được ha. Dạ, cô hai đẩy thôi. Thôi, để em đẩy. Được. Được không? Được, có bánh xe dưới ha. Được. Rồi, vậy cô hai đẩy đi mấy con quay phim. À, quay phim đây cho già đẩy nè. Dạ, dạ. Từ từ chứ để chạy à, uổng lắm à. Chạy uổng lắm. Mô phạt. Lần vô cho dừa với nhà đi. Dừa luôn. Dừa. Dừa. Dạ anh chào chú. Ủa sao nay đổ cái giường thấp chủng vậy? À cho ổng leo lên xuống, à, ta cưa cho dễ chèo xuống nó không bị té. Dạ dạ đúng chứ rồi. Chứ gượng trên cái ghế nó trơn, ổng bật ngửa mấy lần rồi. Dạ. Rồi tôi kêu đằng kia cha Nhi con bà Tấm Tung dưới đó nó Út. Dạ, dạ. Xuống cưa giùm đó. Dạ. Ờ vậy là có lý đó chứ. Cưa thấp xuống nặng mình mình trèo lên trèo xuống. Tôi nằm mà tôi suy nghĩ không biết bây giờ cái chổng này mình đi rồi ổng mình ở nhà mà ổng bật cửa sao rồi bây giờ cưa ngang mới được. Rồi, rồi quá hay luôn. Rồi tôi suy nghĩ là nguyên một đêm luôn. Rồi chú anh chị, cưa thấp xuống là chú leo lên leo xuống mình nên là dễ dàng luôn. Rồi rồi vô. Ờ vô, dựa luôn không? Dừa khoan. Dừa đi. Dừa chết. Ví dụ như nó có chặt quá thì để nhà con cũng được. Rồi được mà. Con đưa cô tủ nhỏ lại. Rồi. Rồi cái để tiếp đi, tiếp cô đi, tiếp cô hai đi. Tiếp tiếp đi, để thôi. Dừa hết luôn, cái này có đồ. Dừa hết luôn, dừa hết luôn.
mô dạ. Phật để vô đó Khanh ơi, dạ, vừa hết luôn. Vô luôn, quá trời dừa rồi. Một có đo hai vị vậy ngô út? Có đo gì á? Làm như tủ luôn. Khoai bước ra khoai. Dạ. Cái này là tôi không có đo luôn á. Không phải làm như cái tủ này thiết kế là để dành để nhà cô hai hay gì đó. À chắc vậy quá à, mô Phật. À con để giùm cô. Con để cho sát vách đó giùm cô đây. Ờ để ngang dừa luôn trời. Dừa luôn. Quá trời dừa luôn rồi. Trời ơi, vừa kính thiệt luôn trời, vừa kính luôn rồi. Công nhận cái tủ này gần ngốt, có đo không ngốt. Vừa luôn trời. Có lại nhà cô hồi nào đâu. Trời ơi, nhà tôi đã vô thiết kế quay mà không lại nhà hồi nào. Nói chơi cái tủ này công nhận làm như có đo luôn à Tài ơi. Quá trời hay luôn. Vừa kính luôn trời. Quá trời đẹp và Nam Mô A Di Đà Phật đẹp quá rồi. Mà các mạnh thường quân ơi. Rồi làm ơn, quá trời đẹp rồi nè. Rồi, rồi, cảm ơn. Cái đó trong đó có chìa khóa rồi hết á. Kéo sao đâu chỉ rồi. Coi, không biết kéo luôn mà. Có bóng đèn trong này không à cô hai? Không không, để giờ cái bóng đèn. Thôi, khỏi. Từ kéo xa trong đó nó có mình có hiện giờ là có năm học nhỏ và năm học lớn. Rồi. Trên học ở trên thì có một cái ổ khóa. Hai bên có điều hai cái ổ khóa. Vừa quá trời vừa vậy trời. À, bây giờ mình ghép cái tủ lại. Bây giờ ghép cái tay để mà mình lấy học tủ ra học tủ vô thôi. Ừ. Thì gồm cái coi vàng với tiền là bà chuẩn bị nha. Dạ, chuẩn bị để vô sắp ha. Sắp đồ sẵn đi cô. Có mô Phật đó đây, ba tam thế Phật bằng vàng nè. Dạ. Đó, cho nó mát. Sắp đồ ra sẵn đi rồi mình bỏ vô tủ luôn. Bỏ vô tủ luôn đó. Ủa sao tam thế Phật bà bỏ đó vậy? Đâu có mới tắm rửa đó. Dạ dạ. Rồi đặng giờ ra ngoài. Dạ dạ dạ. Tam thế Phật tắm tôi rửa đó. Tôi rửa bằng nước mưa đàng hoàng cái thau nào tắm cho Phật này là cô hai để riêng. Dạ, dạ. Không có xài bất cứ cái gì. Đưa cái tay cầm vô nhìn nó khác lên nữa thấy không? Trời ơi đẹp quá trời đẹp vậy trời. Phải có cái tay cầm đó hả Di Khanh? Dạ phải có cái tay cầm mới được. À, hồi nãy cô tưởng đâu kéo ra vậy không? Trời ơi thợ nữa nè. Rồi đẹp quá. Cái tủ này thôi ok. Chú vô con ở bản đồ. Đây. Đó quần áo của tôi đựng về nè. Các mạnh thường quân đó tôi đựng vậy thiệt bây giờ dưới này nó ẩm hết trơn luôn. Dạ. Quá mừng luôn. chú lết lại chú coi kìa. Coi đẹp không? Thì nói mô Phật. Mô Phật. Phật à. Có lý quá nè. Gán tập nói. Tập nói đâu kêu cho nhiều khi bực bội muốn chết hả? Cái đêm đó tôi nằm bây giờ ông bước xuống ông bật ngửa đó Út với Tài. Dạ. Tôi nói bây giờ cái chổng này mình tính kế nào? Xin lần đó xíu đi. Tính kế nào? Tôi nói bây giờ là mình cái sức đàn bà mình thấy là cái chổng là để mượn tạc cưa hơi thấp xuống chổng. Dạ. Giờ ông lên xuống ở dưới gạch ông ăn cơm ngồi dưới gạch luôn. Dạ. Vậy thoải mái. Không mừng ai đi ngang cũng nói chơi lúc này ngồi dưới gạch ăn cơm rồi hả? Ngồi dưới con ghế nè. Dạ 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 thôi cứ hai cứ tự nhiên đi tôi đừng có lo tôi nói chuyện đi. Bây giờ cái tủ này mới xứng với cái nhà này chứ giờ. À đúng rồi. Xứng tầm là không biết sao. Nếu mà cái tủ cao mà móc bằng móc vô cái nhà tôi dòm không phải. Không đúng cách sao mà Út suy nghĩ với dạ, Tài là suy nghĩ là quá hay rồi. Nhà rất là thấp. Nếu mà đưa cái tủ mà để mình bán đồ quá. Thôi để đó đi hai đừng có lo tôi có. Nực hầm lắm. Để vô mà để tivi nữa thì cái nhà mình cũng quá chật đi. Quá nên quá. Cũng có bàn rồi có bàn chứ mình quân luôn. Là cái nhà của hai thì quý mình quân biết rồi đó. Rất là nhỏ mà rất là thấp. Mà khi mình làm cái tủ mà để mình bán cái có chiều dài luôn á. Thì nó coi không xứng tầm. Coi không phải. Bị cấn lên tới nhà. Dạ. Chật chội. Nếu cái tủ kia là lên tới trên này luôn nè. Dạ. Dạ quý mình quân nói là làm cái tủ là có cái đồ kệ để tivi luôn mà con bàn lại là nhà cô nhỏ quá. Yeah. Nên là để cái tủ vô để thêm cái gờ le là để mình để cái tivi lên không được. Cho nên là buộc phải làm cái tủ riêng. Thì mấy anh em cũng có bàn cũng rất là nhiều rồi cho nên là quyết định là lấy cái tủ này cho tủ cô này, là hợp lệ nhất. Tủ này quá trời đẹp luôn. Nó gọn mà vừa gọn luôn. Mà sang luôn hả? Chú ông lớn lớn là ông không coi. Ông coi. Mời đừng có lết vô đây gờ nha, tí té chết nha. Nhiều chú ông mừng rồi. Mừng lắm ạ. Mừng chứ không biết nói chứ mừng lắm rồi đó. À, ông bảy thợ mộc vô cho hay ông nghe là ông nghỉ ngủ chưa luôn. Dạ. Chưa ngồi cứ làm vậy xe chạy ông làm vậy nè. Ông trong lộng giùm cái tủ. Mừng chứ con. Bây giờ cái món đồ đó mà các mạnh thường quân
ha, Út hay Tài với Di Khanh mà cho tôi cái món đồ đó 20 ngàn tôi cũng mừng nữa. Dạ. À, có cho là cũng mừng, miễn là có cho tôi là tôi rất mừng rồi. Dạ. Nó thiệt mà nói gì thôi. Dạ. Chứ không phải cái gì xứng đáng mới mừng. Nói là mô Phật có cái tâm luôn, nếu là nói gian dối là mô Phật không có. 20 ngàn cái món đồ đó vẫn mừng như thường. Dạ. Cái này thì quá tuyệt vời rồi. Cái nhà tôi thì nói chung giờ đẹp quá trời đẹp. Giờ chỉ yên tâm mà đi bán vé số. Bán vé số rồi, không sợ dột gì nữa hết trơn. Khỏe rồi, bây giờ là lắm rồi. Sao cái này nó nghiêng dữ dữ vậy đó. Cái nhà đang bị nghiêng ngày sao nè. À, tôi với chỗi hai cây á, hả không phải đâu, cái cây này hồi nào về vậy đó. Dạ. Vì cái cây này nó cong. Cây nè, cam cây đáng lẽ làm ở sao nữa. À nó cong. Thầy chỗ phía trước rồi nè, để lấy theo. À nó cong. Cái cây này hồi nào về nó cong vậy đó. Vẫn vẫn nhả ra sao. Nhả chút. Người dưới này nó không cám lẽ cầm chỗ này mới đúng nè. Nó dựng nó ngay vậy nè. Này để bắt vô dính tạm thời đi, thằng kiếm cây vít ba ke bắt mà được cái vít thì dặn vô sát, dặn dặn không nổi. Nhỏ quá. Tạm thời vậy đi rồi nữa cô mượn. À tôi mượn. À cái vít này là cái vít na ba ke mình mua có không? Mình mua không? Mình mua gì để bữa con xuống dặn cho. Bữa nào nói với anh Bảy kia đem cái vít qua. À tôi mượn ông dắt chiều ông nghỉ làm á, tôi mượn ông cái nói cây vít ba ke là ông Bảy ông biết ha. Dạ. Rồi về cô dặn ơn luôn. Dạ. Hãy ngay Di Khanh để ngay đây rồi dặn cho nó sát vô là mình ngưng dặn nè. Dạ. Rồi rồi. Còn bây giờ mình trở về đi, trở về mình làm xong xuôi đi, bữa nào rảnh trở ra. Cũng được hả? Nói cho không cho trở về đâu, mừng dữ lắm rồi. Mừng lắm mà dễ gì, không cho trở gì rồi đâu à. Vô tới đây rồi là đừng hồng mong mà trở ra. Mà lấy về của bà hai với số này ra cửa nha, mô Phật. Chị là cô với chỉ có hình ảnh cô chú ở trong nhà. Từ cái bàn, cái giường. Nói chung là tất cả những đồ mà vật liệu trong nhà để mà sinh hoạt rồi để mà sinh hoạt hàng ngày đó quý vị. Rất thô sơ, rất là giản dị luôn. Và rất là cũ luôn. Mà cô được gì cô khỏi để đồ trong sọt chơi rồi đó. Nó móc chứ. Quá, cô giờ ra đây cho em thoáng hơi đang bằng. Được cái nền gạch này là em mừng thiệt luôn. Được nền gạch với cái mái nhà với cái nhà này là tuyệt vời luôn. Ấm cúng rồi đó. Ấm cúng. Tới con Tài với Ngô Út với Di Khanh còn mừng mà. Dạ. Đừng nói tôi là cái người ở, tôi còn mừng dữ trời luôn. Dạ. Con về, xin lỗi cho con nằm đêm ha, cậu Út này ha, cháu Khanh này. Thấy tâm hồn rất thoải mái, vì mà lo được cho một mạng người đã được ấm cúng. Dạ. Rất là thoải mái phải không con? Dạ, con dạ. Thấy con rất thoải mái, mà con ngủ ngon luôn. Dạ. Bởi vì đã có một linh hồn đang khổ, mà không ai bỏ lại sau lưng mà tiếp sức cho bà già đã bà ở ấm cúng nè. Dạ. Và không mưa dột nè, đất cát là mưa không tạt vô bể lầy cái nền nhà, con vui lắm chứ. Dạ. Con hãnh diện với lương tâm con. Dạ. Tại vì con làm được một điều rất đẹp, rất tốt. Dạ. Và cả Ngô Út và cả cháu Di Khanh. Dạ. Dạ. Hên, con thấy con ngủ ngon, bị cô ấm cúng rồi. Nói chung con là phải ngủ ngon. Giúp ai xong cái mà mừng lắm. Được rồi cái mình về cái nằm giống, nhiều khi mình nhớ là mình cười lên đó. Mừng. Con mừng tức là được giúp đỡ cô, dạ. Là từ khi tụi con đi tới đâu thì có Quyết Mạnh Thường Quân cùng đồng hành theo đó là tuyệt vời luôn, không có nói là diễn tả được. Dạ. Tụi con rất là vui. Không phải là làm cho riêng bản thân con nhưng mà con làm cho cô và tất cả mọi người. Và cho mọi người, và khi Quý Mạnh Thường Quân mà muốn nhắn gửi một muốn trao một cái gì đó cho những hoàn cảnh tụi con sẵn lòng hết. Còn điều tuyệt vời tụi con á là ăn ngon nè, ngủ yên, bị gì có một cái người đó đã được không mưa ướt. Yeah. Không mưa dột, mỗi lần mưa không có lấy thau lấy ngồi mà đi hứng dài. Yeah. Con rất là an tâm. Và cô cũng rất mừng và cầu xin cho tất cả là các ban thiện nguyện ghi hình và các Mạnh Thường Quân đã không bỏ lại sau lưng những mảnh đời khổ như tôi. Yeah. Rất là nhớ ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Không bị bỏ rơi đó. Thiệt. Cái này là giúp đúng người đúng hoàn cảnh luôn đó bà. Đúng rồi. Bài đó. Quý Mạnh Quân, đúng rồi, rõ ràng ta thấy cầm đi cho cái này đúng người. Dạ. Đúng tội luôn thiệt. Đúng người đúng tội. Đúng người đúng tội thiệt. Di Khanh. Tội nghiệp Di Khanh á, ướt áo trời trời. À, rồi quay cho ảnh đi. Hai thằng ngồi xong đây mà quạt gió gần gần làm đi. Làm hồi quạo vô cái bỏ bà già luôn ạ. Có tiền thì bỏ vô cái đó phá cái anh
Thôi nó chơi chứ bà có tiền trời đâu ơi, mà có tôi tiền. Tôi nói thiệt luôn đó. Cũng có mà, trong... 500 ngàn nữa. À không không, à, có trong bóp tôi bây giờ còn được 570, bị gì để thầu thối với số. Dạ. Có ai chúng mình đổi cho người ta, ta mới mua là có. Dạ. Chứ bây giờ nói... Nói trước rồi nha. Bà hai này bà... chuột mạng 1 triệu bạc là không có chuột mạng rồi, không có tới đó rồi. Bà đi bán cái số chừng bọn ác nó vô nó hỏi. Không có đâu, có 50-70 ngàn bọn ác chịu lấy của tôi là chết luôn rồi tại. Có cái áo nào bật chặt, cái áo nào bị bật động không? Không, vừa về nè, vừa hết trơn luôn. Nè, ở nhà ngang lựa chính xác ha. Đẹp lắm nè, đây nè còn một bộ đi bắn vé số giặt thôi, chưa giặt nữa kìa. Mấy bộ đồ đi bắn số nha. Hả? Mặc dưới đẹp đó. Đẹp không? Đẹp, tôi mặc nè. Cái nè, bộ này bông cũng màu già nè. Dạ. À, cô Út, cô Bảy Diễn Hải lựa đó hả? Út lựa. Dạ, chị đẹp ở nhà ngang lựa. Chị đẹp nhà ngang lựa. Vậy là chị đó đẹp. Mua cho cô hai ba bộ đồ, lấy cho cô hai ba bộ đồ. Chị đẹp này có đấy. Có cặp mắt thẩm mỹ luôn. Trời ơi, bán đồ mà cô, bán đồ mấy chục năm rồi. Vậy là chị đẹp là phu nhân của Ngô Út phải không? Dạ, dạ. Đây, phu nhân. Phu nhân của Nút. Cái tủ là con nói là 2.4 triệu. 2.4 triệu mà cái đồ qua quá nó chuyển nhà ngang qua qua nó cũng chuyển đó mình phát triển về lên đây mất tốn tiền nữa. Rồi chị Út hỏi khoảng nhiêu em con la khoảng 150-200 gì à. Khoảng 150 hả? 100 hả? Thì con cũng nói với cái người bán tủ là mua cho người khổ chạm ở bên qua quá. Ừ. Thôi giờ cái quý thường vật quý Bình Quân gửi cho tiền cái tủ là 2.4 triệu để mà vận chuyển thì ông vận chuyển về cho tôi tới chỗ nhà anh hai trước đó. Ừ. Rồi ruột là ông không tính tiền thì còn dư là 100 thì ông cho chuyển là tới 2.5 triệu là tội nghiệp không trời tiền, ơi trời trả tiền chi phí để mà di chuyển cái này vô cho cô. Nhưng mà để nó hồi cô sắp vô thì cái bên cái nhà mà bán tủ này nè là người ta thôi để người ta góp vô 100 ngàn đi để ủng hộ khỏi thấy tiền chi phí thì là còn dư 100 hồi con gửi cho cô luôn nha. Mô Phật cảm ơn. Rồi cũng cảm ơn cô đẹp ở nhà ngang đã lựa cho tôi mấy bộ đồ này quá trời vừa bụng rồi. Cảm ơn rất nhiều. nói chung là căn nhà của cô hai giấy số hiện giờ thì cũng từ cái mái nhà đến cái nền rồi đến cái tủ luôn rồi sữa rồi thuốc gì đó. Em đọc tên luôn đi em Tài. Nói chung là cái nền đó thì của nhóm thiện nguyện ở bên Úc bên đó Úc. Là đã tài trợ thì ở clip trước mình cũng nói rồi. Rồi sữa đồ rồi to nóc đồ cũng rồi hết. Rồi nền đồ cũng rồi hết trơn. Phải đẩy mạnh nha, nó mới hết tủ nữa. Thì chắc có lẽ là mình thấy nhiều đó là cũng đã đủ rồi. Đủ rồi ha. Đủ cho cô hai rồi đó. Đủ con hai đó. Tụi con tiếp tục đi thiện nguyện hoàn cho những hoàn cảnh khác. Dạ, tụi con sẽ đi chỗ khác. Môn Phật. Dạ, dạ. Cô hai cứ yên tâm rồi cứ đi bán rồi về mình cũng có chỗ nghỉ ngơi, coi đồ đạc mình cũng có chỗ để mình bỏ bây giờ đó. Bây giờ bỏ vô tủ đi cô. Dạ, dạ. Bây giờ cái tiền cô. Của cô mà bán ra để dành lo cho sức khỏe mình đi. Sức khỏe với mua lâu lâu rồi một tuần lễ một tháng vậy là tôi cho muốn thuốc bắc đó Tài. Dạ. Mua công sự đó. Dạ. Nhiều khi công sự không có thì gửi vào bà Bình là 4 loại thuốc chị là 700-800 ngàn tôi phải. Dạ. Bỏ ống tới cái cử phải mua thuốc đó cho ông. Dạ, muốn dạ, dạ, chứ dạ. Cái bệnh này mà nếu cho uống thuốc tây nóng lắm. Rồi thuốc cơ không kể tụi con đưa đó. Có uống, có uống, có cho ông uống. Và sữa của dạ, dạ. Sữa hộp bự này uống. Đây cô uống hàng ngày của con cho cái hộp bự nè. Dạ, cho dạ. Nó đựng nhức cái đầu gối. Dạ. Cái đầu gối nhức quá. Dạ. Chạy ghía cái đầu gối sưng luôn. Dạ. Dạ. Tính ra là cô khỏe hơn con, cô đứng lên ngồi xuống mạnh hơn con rồi đó. Bây giờ đi để hồi con quên. Bây giờ đồ thì cô cứ sắp bỏ vô tủ. Rồi, sắp bỏ vô tủ à. Còn đây còn tiền con còn dư 100 ngàn. Là chú Duyên Hải là gửi quay đây cô. Gửi cho con tới 2.5 triệu là ăn trưa là cái tiền mà vận chuyển người ta không có tính nữa. Đứng lên đi. Cho nên là cô có nhận 100 ngàn này và còn dư con gửi luôn. Dạ, cảm ơn. Còn dư 100 ngàn thì em gửi cho cô hai luôn. Cảm ơn. Dạ, dạ. À, dạ, dạ. Có gửi cho tôi 100 ngàn cô Út ơi. Còn dư ở đây thị nguyện này cho tôi nhiều khi sức tiền túi cho chứ không có lấy cho tôi ngàn nào hết trơn đâu. Mô Phật tôi biết đó. Rồi còn đồ cô cứ bỏ vô trong cái xếp tủ vô ha. Xếp vô. Rồi Nút cũng cảm ơn ông chủ đò không có lấy tiền vận chuyển hay Nút. Không phải là chủ của bán. Ông chủ tủ là ông chịu tiền ship luôn. Ông chủ đò thì vẫn ăn tiền bình thường. Thì cũng cảm ơn ông chủ đò đã chở được cái tủ về đây. Số cùng
ba anh em là Ngô Út, em Tài, em Duy Khanh. Cảm ơn tất cả các quý mạnh thường quân, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị gần xa trong nước ngoài nước đã giúp đỡ cô hai rất là nhiều. Chú ông dọn ra nè nút. Mừng lắm, mừng. Tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân ở các nước. Dạ. Và cảm ơn là ban thiện nguyện Ngô Út, Tài và Duy Khanh. Dạ. Đã quay ghi hình cũng nhờ ba nhân vật này mà tôi mới được là các mạnh thường quân các nước ở nước ngoài và trong nước giúp đỡ tôi. Tôi không có biết lấy cái gì nói hết mà tôi chỉ có cầu chúc cho trong ban thị nguyện và các mạnh thường quân sức khỏe dồi dào và bình an hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy em con chắc cũng xin kết thúc từ cô hai để cho em nói vài điều có đi. Nói vô đây. Vô đi. Thôi vô đó chặt quá. Thôi chặt. Chỗ mũi của cô hai mà ngồi. Trời ơi, ngồi, cái, ngồi lấy cái hơi của con. Rồi em nói đi, em nói đi. Dạ. Thì thưa cô chú anh chị, thưa quý mạnh thường quân. Trước đây thì cô hai chỉ xin 1-2 tấm tôn thôi. Để lắp lên nóc nhà. Đó, thì mà bây giờ đó, thì 1-2 tấm tôn thì cũng đã xong rồi là làm nguyên cái nóc nhà luôn. Cô hai cũng không yêu cầu xin cái gì nữa hết. Không. Nhưng mà quý mạnh thường quân không thấy được cái khổ của cô hai đầy đủ thì cũng làm cho cái nền nhà luôn, rồi làm cho cô cái nhà vệ sinh luôn, nó là đây đó đầy đủ hết. Rồi thấy cô là quần áo bỏ vô thùng mì thấy cũng tội, rồi mua cho cái tủ luôn. Thì bây giờ là theo như em Tài và anh Út và anh Vi Khanh thấy cuộc sống của cô hai bây giờ như vậy là đã đủ rồi. Đúng rồi. Là em Tài cảm nhận là được, là cô hai cũng không có cần muốn thêm cái gì nữa đâu. Không, không, không dám xin gì nữa. Dạ. Để cho người khó khăn hơn tôi. Thì chắc có lẽ là mấy đầy đủ em rồi. Là sẽ đi những nơi khác để còn những bà con khác cũng có hoàn cảnh giống như cô hai ở đây. Thì như vậy ha, cô hai ha. Ngô còn Phật, nếu mà ví dụ sẽ đi chỗ khác, chỗ khác lo cho nhiều người khổ hơn cô hai. Dạ. Rồi đi cô sức khỏe bình an nha. Nói là ví dụ như người ta có bồi dưỡng cho cô hai thêm vụ 500 triệu gì đó thì tụi con sẽ quay lại. Chứ còn không có chia sẻ nữa. Thấy cảm nhận như vậy là thấy đã đủ rồi. Thấy im rồi đó. Im. Cái này thì cô không có để TV, còn cái tủ TV của cô thì chú Duy Hải đó là kiếm cái tủ để kè kè luôn, nhưng mà được rồi, chặt lắm à. Cô Duy Hải như vậy là được rồi. Kệ tôi không đòi hỏi gì được rồi. Để cái tủ này đẹp mà để nó nặng nó chày hết cô Duy Hải. Tội nghiệp tôi, để tôi cưng lắm. Cái TV giờ có để hồi ngốt ba anh em ghi lại cái tủ cái bàn mà rồi để ngoài sân, chị nói là giống như cái ai đó đưa bà thấy đó. Mua cái tủ quần áo mà dính liền dơ vô với để tivi luôn, nhưng mà cái nhà con bỏ trong cái lỗ đó đó con, cái lỗ đó. Thôi vậy đi nghe cô một hồi cái miếng cao su á Duy Khanh chùm lên đây nè, tôi đem vô tôi lót trên này đừng cho có bụi. Rồi hai ba ngày tôi lau giờ dài vậy nè, lau giải khô không được đừng lau không, hả không không phải hai ba ngày gì sáng lau chiều lau. Thôi đi bán về mệt con ơi. Cô hai lấy thùng mì lót ở đây nữa nè. À không, cái bánh ni lông rồi để ở đây đựng chân nó chày cái này. Rồi rồi. Rồi ok, cô hai giật mình. Cảm ơn con nha. Thôi mình vô trong mình chào cái. Chào cái gì khán giả của mình thường quân cái. Lấy vé trường vô luôn. Quá trời luôn, bữa nay thấy cô hai vé số vui quá của cô chú anh chị. Tội nghiệp, gặp tôi bữa hổm kêu tôi mua vé số, tôi không biết ai chứ trời ơi. Không biết ai chứ. Sang trọng quá luôn. Mừng quá. Đứng đây, em đứng đây được rồi. Nói chung là mừng quá rồi. Quá trời mừng rồi. Hoàn thiện rồi đó. Giờ tôi cũng không biết nói cái gì hơn hết trơn á. Hết còn lời lẽ nào nói nữa rồi. Còn lời lẽ nào nói. Thiệt quá trời mừng luôn rồi. Dạ, thôi vậy được rồi cô hai. Dạ, thưa quý mạnh thường quân, thưa cô chú anh chị. Thì chắc có lẽ là nãy giờ cô chú anh chị cũng đã xem qua thì cái nét vui mừng của cô hai thì không có giấu được. Thì chắc có lẽ là anh em của tụi em cũng xin tạm ngưng video tại đây. Chúc quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn nào cũng thật nhiều sức khỏe và làm ăn thành công trong cuộc sống. Mấy anh em xin tạm ngưng video tại đây ha. Dạ chào cô chú chị.